Một tín hiệu rất khả quan trong năm mới 2016 liên quan tới nguồn cung ứng vaccine dịch vụ. Khi theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế mới đây cho biết, thử nghiệm lâm sàng về loại vaccine 6-1 mới mang tên Hexacim, nhà sản xuất Sanofi Pasteur của Pháp, trên 354 trẻ từ 61 tới 91 ngày tuổi đang sắp hoàn tất. Nếu thử nghiệm hiệu quả tốt thì trong tháng 6 tới, loại vaccine thế hệ mới này sẽ lưu hành ở Việt Nam. Cụ thể, trong quá trình thử nghiệm vaccine Hexacim, mỗi cháu bé sẽ được tiêm 3 mũi cơ bản. Tới tháng 2 năm 2016 sẽ nghiệm thu, nếu hiệu quả kháng thể của vaccine đảm bảo thì tháng 6 năm 2016, Cục Quản lý Dược sẽ cấp phép cho vaccine này lưu hành trên thị trường. Còn nếu nghiệm thu chưa đủ hiệu quả kháng thể thì sẽ cho trẻ tiêm nhắc mũi thứ tư vào tháng 2 năm 2017, sau đó nghiệm thu lại. Nếu đạt thì khoảng tháng 6 năm 2017 sẽ cấp phép lưu hành. Hexacim là vaccine 6-1 được sử dụng phòng 6 bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, HIV và bại liệt. Loại vaccine này hiện đã được lưu hành tại khoảng 80 quốc gia trên thế giới và tới đây sẽ trở thành loại vaccine 6-1 có thành phần ho gà vô bào thứ hai để đăng ký lưu hành tại Việt Nam nhằm sử dụng cho nhóm trẻ tiêm phòng dịch vụ. Hiện tại thì nước ta mới chỉ nhập vaccine 6-1 Infarid Hexa.